Bây giờ chị hỏi âm kho đúng không? Âm kho thì bây giờ thế này, trước mắt là mình xem cái kho 152 là bằng mặt tổng là bao nhiêu. Để xem là mình nếu mà tính tổng thì nó phải còn nhiều, nhưng mà sắp kéo cái ngày á thì nó bị âm. bị âm, Tức là tổng còn nó tổng thì vẫn 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 đang còn nhiều để cái đấy, chị đang tính là tổng hợp cả năm xem là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng doanh thu, xem nó có đủ hay không. Nếu như không đủ thì mình giảm bớt định mức đi để cho nó khoảng, ví dụ mình để 45%, thì bây giờ mình cho khoảng 40% ấy, mình bớt đi, hiểu không? em mới xuất có 39.000 mà em mới xuất có 12.000 à, còn có 26.000 nè, còn mới đang xuất tháng 7, tháng 8. Thế đang nhiều đúng không? Rồi bây giờ sẽ xử lý tình huống này như sau nhá. Em làm thế này chị này. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn em xử lý, chị xem một tí nào. 664 mà chia cho số lượng này. Doanh thu vận tải là bao nhiêu nhỉ? Nên thương vận tải 1 tỷ 6. 1 tỷ 6 mà trong khi đó có 600 triệu tiền dầu đúng không? Xem 664 chia 1 tỷ 6 bằng bao nhiêu phần trăm? Hợp lý rồi đó chị ạ. 42% hợp lý đúng không? Bây giờ vấn đề là bây giờ gian đều làm thế nào để cho nó phù hợp với cái thời điểm xuất kho đúng không? Vâng, đúng rồi. Bây giờ em mở cho chị cái phần mềm mua phần quà ra, chị sẽ hướng dẫn em làm lại cái chuyện như này này. Ví dụ như tại thời điểm ngày hôm nay em xuất âm đi đúng không, thì em tính là em sẽ xem lại cái kho của em, sau đó em vào phần mua hàng đây này, chị sẽ hướng dẫn em ví dụ như là mua dầu đeo này nhá, đúng không? Ví dụ ngày 31 tháng 12 là mình mua dầu về, nhưng mà ngày 29 tháng 12 mình cần cái lượng dầu này đúng không, thì mình phải bỏ ghi sửa đi, bỏ ghi này sửa này. Em ở đâu đầu đầu tiên ý của chị là sẽ nhập vào ngày 29, nhưng mà với điều kiện là em phải có cái phiếu nhập kho, em hiểu chị không ạ? Nguyên Dạ, mình ý là chở hàng về cho hóa đơn cây sáu gì. ừ đúng rồi đấy, chuẩn ví dụ ngày 29 như thế này. Thế nên này thì em theo dõi ở thế luôn ấy, nhiều lắm đấy. Hả? Nhiều lắm. Nhiều lắm à? Cách thứ hai em là cho thẳng qua 154 bổ luôn. Rồi em thấy như cái bọn cũ nó làm nó đưa thẳng vô 154 luôn ấy, chứ không Rồi có đứa cũ khó đưa, nên nó đưa khoảng 154 cũng được, nhưng mà vẫn phải chia chia cho từng cái. Ừ, cái đó ở xe hay cái đó là mình đâu có biết là cái lượng vô đó đi là cho nó sai có những cái Nếu không cái thì nếu không thì em cho hết vào 154 thì cũng được, thì mình sẽ phân bổ trên doanh thu dành thế thôi nhá. Ừ thế thôi này, thôi vẫn để công trình bình thường, nhưng mà mình sẽ phân bổ ra doanh thu nhá, vẫn phân bổ bình thường, vẫn tính được ra doanh thu là vốn của từng cái, nhưng nó sẽ đơn giản hơn. Thế thì bây giờ lại không xuất kho nữa, lại xóa đi. nó ấm mấy cái hồi tháng sau đi, mấy tháng sau nó ngồi ấm còn mấy cái tính Làm như tháng của sau chị, làm như là của chị là đúng chứ không phải là sai đâu nhá chị, vì em kêu 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 ca cho nên chị bảo thế thôi, chứ còn chính xác ra là phải xuất kho, xuất kho nên mới nó có định mức được dầu cho từng chuyến chứ. ý là trong bên em nó là hóa đơn nó là người ta xuất nguyên trong một tháng đó thì chỉ vài chục chuyến là mình xài hóa đơn của mỗi một tháng đó, xuất hóa đơn dầu xuất kho dầu theo cái hóa đơn đó, thực ra nó đi từ đầu tháng tới cuối tháng rồi. Đi từ đầu tháng đến cuối tháng đúng không? Đây em mời cho chị coi này, chờ em xem. Thế thì có nghĩa là thế này, ý là sẽ xuất giải các xuất, nó xuất đúng ra là phải xuất theo bảng kê. Đây 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 bạn kêu em đây nè, có bạn kia chỉ tiết này, đi từng chuyến một tháng mà đi tới mười mấy chuyến, mấy chục chuyến là nó đấy là một công ty thôi đấy. Kiểu bây giờ này chính xác ra là bây giờ nếu có thế này chi tiết ra là phải ngày 1 tháng 2 này xuất bao nhiêu này, ngày 1 tháng 2 xuất bao nhiêu này, đủ chi tiết cho nó mà hiểu không? Chi tiết theo từng 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 mảng kia này ra thì nó lại chi tiết là đúng hơn, nhưng mà làm như thế này thì em sợ, chị sợ em làm không kịp. Đúng rồi, bây giờ không kịp nữa rồi. Nếu mà làm này năm 2019 làm theo kiểu này được. Có nghĩa là Giờ 2018 thì đưa vào trong mình bộ đi đến thôi. Nếu năm 18 thì em bổ cho em thua, còn năm 19 thì em xuất ra thì em sẽ tự kiểm soát được cái vấn đề tiền dầu của em ấy.
ví dụ như đến ngày này em cần bao nhiêu ấy, ví dụ 1.400 này em cần khoảng tầm 700.000 cân dầu ấy, thì hay là em sẽ án thường là tất cả ngày 1/2 thì có bao nhiêu cái khách hàng của em mình xuất hóa đơn ấy, thì mình cần bao nhiêu vật tư thì mình sẽ lấy tiền không đủ ấy, hoặc là mình sẽ lấy vật tư lấy dầu nhiều hơn một tí ở mấy cái đầu năm ấy, thì mình sẽ tí là mình xuất kho nó thân dễ. Tuy nhiên là hóa đơn dầu em phải lấy rẻ, cũng như là lấy ít ít thôi, 80-90 trên một hóa đơn đấy, chứ không lấy nhiều. Em vẫn làm như thế đúng không? Đừng có lấy nhiều một lúc. Mà như em thấy cái hóa đơn con dâu của em là nó cũng rải rác trong tháng ấy. Ừ. Thôi, nó khoảng tới 8, 9, 1 nghìn một hóa đơn. Nói chung là dưới 20 triệu ấy. Dưới 20 triệu là nhiều đấy. Tiền dầu đấy, 20 triệu nhiều chứ, một hóa đơn nó tới 1.000 mấy tiền dầu, 1.000 mấy đấy, nên là chính xác là 1.000 một hóa đơn là 1.000 mấy, cho nên em phải nhập kho, em công nhận không nào. Một cái hóa đơn, một cái xe của em làm sao mà chứa hết được 1.000 mấy lít mà em đòi cho vào 1.400 luôn đấy. Cho nên là ngày xưa mà làm như thế là chẳng phải sai à. Bây giờ em phải nói là em dầu xe chủ động đi hết, trong kho lúc nào cũng phải có dầu ấy để đổ, em phải nhập kho mới là đúng. Sau em bổ vào từng chuyến hàng, xong rồi em sẽ lập ra các cái số xuất kho, rồi các cái lệnh điều động xe, rồi các cái đề nghị là đổ dầu ấy đấy vào cho từng chuyến hàng mới đúng. Chứ còn bây giờ đến cái trường hợp này nó âm thì em chủ xó lùi dài lại như chị vừa hướng dẫn đấy, lùi dần kiểu như cổng hàng về trước hóa đơn về sau ấy, hàng về trước hóa đơn về sau. Mà cái bên mà cung cấp dầu mà nếu mà quen thì mình sẽ xin hiểu xuất kho của nó và là hướng nhập kho của mình nhé. Đóng hồ treo vào là hợp lý. Nhưng mà có cái trường hợp ví dụ như bị đem ký hợp đồng với cái cây dầu đó sẽ có tới đó đổ dầu của nó cái cuối tháng là xuất hóa đơn một lần được, nhưng mà vấn đề phải có bảng kê, phải có bảng kê chi tiết ngày hôm nay xe nào đổ và bên kia phải chỉ đồng dấu đó, hóa đơn về sau. Nhưng mà về lượng xuất khói thì vẫn phải người ta vẫn phải xuất ra trước, em hiểu không? Là, nhưng mà làm như thế thì bên bán hàng là không hợp lý, bên bán hàng là đang xuất sai thời điểm, họ sẽ phạt bên bán hàng chứ không phải là em. À, yeah. 4-8 triệu của bên bán hàng, bên mua hàng mình không sao hết, bên mua hàng mình chứng minh được là mình đồ vào của mình nhỉ, nhưng mà vì họ không xuất hóa đơn, người ta nguyên tắc người ta không xuất hóa đơn cho mình nhé. Bây giờ cái này nhá, em lấy đi, em âm kho đúng không? Âm kho ví dụ như ngày 26/6 này nó đang bị âm thì em sẽ vào đây, nó kho này, em kiểm kho từng ngày luôn đấy. Ví dụ như em phải có chi tiết rồi. Đúng rồi, coi chi tiết đổi ngược lại như chị nói đấy, để ngày 28 chúng từ về xong rồi nhận hóa đơn sau, hiểu không? Bây giờ em làm một cái luôn đi nào, cái nào bị này, cái mấy bị là âm từ chỗ nào? Thì tháng 1 là có âm rồi. Bắt đầu từ tháng 1 là âm rồi cậu. Vâng. Vì dâu nó không có về được cái ngày đó. Chị thấy tháng ngày quán thì vào tháng 1 và tháng 2. Tháng 2 có nhập. Đây đúng rồi, 1.200 này. Em đẩy về đây để em âm nó mất từ bắt đầu 359 đúng không? Em đẩy về em nhập vào ngày 31/1 này, thấy chưa? Đây chị hướng dẫn cái này này, 31/1 bỏ đi này. Được. Ở đây em không nhận trả đi, không chèn vào đây trả. Đẩy vào đây 31/1 chị. Ừ. Cả này một cái này cũng chưa lên rồi. Không nhận hóa đơn nữa, đến sau đó thì ngày lúc này là ngày hóa đơn là bao nhiêu nhỉ? Ngày 10 tháng 3. 10/3 đấy nhở, làm mua hàng này, xong rồi bấm nhận hóa đơn này. Nhận hóa đơn này em, nhà cung cấp chọn hàng gì, lấy tư liệu này. Trước bằng chuyện này á, là hôm trước là ta đỡ về trước á, mình phân bộ lại đó, tại vì là phân bộ lại ở đầu năm đó, tại vì tháng 3 mới lấy hóa đơn này. Mà tháng 1 nó có phát sinh nhân số đó. Rồi, ok. Trong trường hợp này thì em sẽ chọn đây. Em chọn cái này, xong em đi lấy em chọn đồng ý lên dưới này nhá. Hiểu không? Rồi, thì nó sẽ ra vào lúc này này, và sẽ là 10/3, nó đánh ký hiệu của đơn đấy. Hóa đơn ra, rồi cất, hiểu ý chưa? Làm như thế thì kho của em nó không bị âm. Rồi em xử lý đơn hóa đơn này là 10/3 đi.
ngày chứng từ với ngày hạch toán nên là có sửa ngày chứng từ ngày không cần sửa, sau này chị sẽ hướng dẫn đánh lại chứng từ tất nhá cho nó khoa học luôn đấy, nghe chưa? Vậy nào, hiểu rồi thì bây giờ là bây giờ quay lại kho đi, nó sẽ không âm nữa, cứ xử lý ngược dần dần như thế thì nó sẽ không âm kho và sẽ ổn đi cả về phần dầu luôn. Chúng ta chi tiết đi, chúng ta sẽ báo cáo chi tiết luôn. Cái này thì dời lên 30 tháng 1 đúng không? Ngày 30 tháng 1 đấy, cứ thấy xử lý gần nhất đấy nhá, có ổn nhất thì em đẩy về như thế nhá, được chưa? Rồi xuất xong dầu đi rồi chị sẽ bảo em làm cái khác. Vâng. Cái này sợ cho em đấy, cho hôm giờ em cần nhập luôn. Cái dầu em xuất xong cái ok đúng không? Bây giờ chị sẽ làm vấn đề khác xem nào. Hôm nào em nói lại cho chị cái phần thu hộ chi hộ bên em bản chất của em xem nào. Thu hộ chi hộ của em là bên em làm dịch vụ khai báo hải quan. Rồi. Đó bên khách hàng. Rồi. Thế là bên em sau khi làm từ khai báo xong thì sẽ đi cảng lấy công nhập lấy công suất thì nó sẽ có cái phí nâng hàng tại cảng đấy, từ chi phí dịch vụ gì đấy là rồi. Bên em tính toán từ tối ra cả dùng. Rồi hiểu. Xong rồi bên em mới đưa vào một cái công nợ để thu lại cái tiền đó nên hồi cho chị xem cái rồi chị hiểu, tức là có nghĩa là thế này, thực chất em chỉ là người đi gom hồ sơ thôi đúng không, và trả tiền cho cái bên người ta thuê em phải không, thì khi mà phí dịch vụ của em phát sinh là cái phí em đi làm hộ đúng không, còn em trả để cái công nợ của em ví dụ một cái lô hàng này thì bên em sẽ có chừng này chi phí đó, và tổng cái chi phí của em là chừng này, thì tổng chừng này thì nó sẽ có cái này là của dịch vụ của em này, còn cái phần này là chi hộ dùng người ta này, cho nên em sẽ đem bán trả dịch vụ này, bên em khá là đỡ và cái chi hộ là em trả dùng đó, cho nên là thì em sẽ trả dùng xong rồi tới khi em làm công nợ thì người ta sẽ có hai cái này, người ta sẽ trả tiền lại cho mình. Chị hiểu rồi. Thế nên chị hỏi lúc này ha, cái phần công nợ này là chỉ là mình trả dùng thôi, còn hóa đơn nó xuất về cho bên kia hết đúng không? Đúng. Em chỉ xuất đầu ra là có thay cái này thôi đúng không? Đúng rồi. Thế có nghĩa là em sẽ thông qua là khi em chi hộ thì em định khoản là nợ 138 đúng không? Đây hôm qua em có làm đây mà được chị theo. Tại hôm qua em làm là ổn rồi. Đây là phí chi hộ là cái hàng N1380111 này. Rồi. Thế xong rồi á là mình thu lại tiền chi hộ này. Đúng rồi, thế thôi. Đấy, thì người ta cái này chưa nhỏ bằng đúng không rồi. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì bản chất mình đâu có liên quan đến hóa đơn, mình chỉ là người gom hồ sơ thôi. Chỉ ở đó nhá. Ok, đúng rồi đấy nhá. Tức là mình chỉ hỏi lại xem nó khẳng định đúng không, vấn đề nó có ok không. Dạ. Ok, bây giờ. Và ấy là tại vì là lúc mà em thu tiền hàng á là em thu một cục vừa dịch vụ vừa chi hộ, cho nên là em muốn nó là cái tài khoản đối ứng của nó là nó sẽ đối qua là 131 cơ. Em sẽ đối vào 1 nhưng mà tới khi mà qua lại cái tiền ngân hàng này thì nó không có ứng với 131 được. Cho nên là kệ nó làm thì không, khi mà em chỉ là người thu hộ chi hộ phải đưa qua 138 chứ, tại sao lại 131, em không xuất vào đơn đâu 131. Vâng, thì em không xuất hết đơn. Cho nên là lúc mà em mới đang nghĩ là cái này là 138 hay 131. Nhưng mà để tới khi em thu lại, em tính tư lại 131 nên em, nhưng mà tới khi làm tới cái thu tiền thì nó bắt buộc cái tiền này nó phải tăng lên, cái tiền này giảm xuống thì là không qua đơn qua 131. Không đưa vào 131 là đúng, đưa như em là đúng rồi, nhá. Chuẩn luôn á. Tại đây, đấy, em làm cái này là tới đây bằng không luôn. Tại vì là hôm ấy chị nghe nó cho đọc tai chứ hiểu vấn đề, nhưng mà sau thì bây giờ nghe em nói rõ ràng như thế này thì chị khẳng định nó là đúng. Một nói tóm lại là 138 chỉ là một tài khoản trung gian thôi để thể hiện phần chi hộ, chị là thu hộ thôi, không có gì cả nhé. Chị nếu mà cái thu hộ chi hộ của mình mà nó có cái phần chính là tiền lời, chênh lệch tiền lời rồi hiểu, tức là người ta trả thù. Có nghĩa là cái kia là cái bến hàng tàu nó sẽ xuất cho bên em và bên em xuất lại cho khách hàng, và bên em có một tí tiền lời ở trong đó. Cái đó là mình sẽ đưa vào đâu, người ta đi ký hết đó đâu vào, rồi nó thay cho công ty mình, không phải là thay cho công ty bên kia.
tiền lời là trong trường hợp là còn kiểu như là mình đi chi hộ đúng không? Nhưng mà sau đó người ta trả cho mình nhiều hơn à? Một tí à? Hay sao? Không không, mình là người đi chi hộ. Ừ. Thế là bên hàng tàu nó khai hóa đơn cho mình là có như là cái chi hộ đó là cái đầu vào của mình muốn đấy. À. Là cái đầu vào của mình, xong mình là xuất cái đầu ra cho khách hàng thì là có tí lời là đầu đó. Nó là có cái trường hợp đó nè. À, có trường hợp đấy không chị hiểu rồi nhá. Thế thì bây giờ thế này, em sẽ tạo mã dịch vụ như chị hướng dẫn của phần hải quan đấy, đúng không? Cho từng cái hóa đơn đấy, cho từng cái hợp đồng của em. Chị hiểu cái vấn đề em nói rồi. Có nghĩa là cái này thực chất là em không làm gì hết, đúng không? Em là trung gian tính tiền lời. Rồi rồi, ok, em là trung gian, chị hiểu rồi. Thế thì em phải thông qua giả vốn luôn, 632 luôn. Không có không làm gì hết thì phải cho qua 632. À rồi, rồi. Rồi. Đó nó đưa vào 632. Đúng, đầu vào thì đưa vào 632 và đầu ra đưa vào 5113. Rồi tạo mã như là vận tải với lại hải quan là xong nhá. Có. Coi như vẫn là tạo một cái mã theo hóa đơn như chị nói đây. Đây là danh mục nha, vẫn là công trình nha, đúng không? Vẫn là công trình đúng không? Đúng không nào? Và nếu mà chi tiết hơn nữa thì em vào công trình này, loại công trình hôm nọ chị có tạo là thôi. Cho có một cái phù hộ đấy. Có rồi gì? Ừ, cho hết vào cái mã phù hộ này này để sau này mình nhớ cho dễ này. Rồi sau đó thì em đi vào phần danh mục này, công trình này. Thì em mới vẫn tạo ra theo hóa đơn này, được chưa? Vẫn tạo vẫn theo dõi theo để sau này ý của chị là sau này nó vào báo cáo giá thành, nó theo dõi được doanh thu giá vốn tương ứng. Nghĩa là mình làm như thế này thì sau này mà mình vào cái báo cáo doanh thu giá vốn này thì nó sẽ thể hiện được là cái đơn hàng này của mình lợi bao nhiêu. Em hiểu ý chị không? Được rồi chị. Biết làm nói gì? Còn cái gì để chị xem nữa? Chị cứ xem sơ bộ cho em cái sơ bộ giờ em làm giờ còn vướng cái xuất khẩu với cái chưa nhập xuất đường bộ với lại cái tiền thuế khấu trừ lập tờ khai chưa làm này, làm chưa? Chưa. Chị hướng dẫn luôn nha. Để cái tiền thuế này em biết làm rồi nhưng mà do cái quý vốn của em để hóa đơn tập trung này chưa nhờ, em nhập vốn không có đầy đủ giờ em muốn làm lại cái quý vốn thôi. Rồi ok, thì cái đấy em biết làm thì thôi, nhưng mà chị sẽ hướng chị sẽ kiểm tra túi này lên mạng cân đối nha. Dạ. Đầu kỳ nha, 242 đầu kỳ, bây giờ chị sẽ kiểm soát 242 đầu kỳ của em theo đúng hay sai, được chưa? Thì em ghi này, căn cứ đơn bảng cân đối số sinh. Đây, bây giờ kiểm cách kiểm tra nhá. Rồi. Ừ, số dư 242 đầu kỳ này. Nhưng mà mình làm cái solo đấy quảng đàm thì mình đỡ, và mình lại tìm đỡ mệt. Là bằng từng nào đây? Bằng 4.5 này này. Thì em phải vào đâu để em kiểm tra? Thì em sẽ vào cái chỗ doanh cái chỗ bán báo cáo này, vẫn là ở chỗ báo cáo này, nhưng mà mình sẽ vào cái bảng tâm của này này, luôn luôn là vào cái bảng tính phân bổ công cụ đủ lại của này này. Chị sẽ đánh năm trước rồi đấy. Năm trước tại sao là thế, để chị kiểm tra xem em đã có chi tiết của năm trước hay chưa, được chưa? Năm trước này đồng ý này. Rồi nhập rồi. À cái này nhập rồi đúng không, hớp này. Thế bây giờ đi kiểm tra công cụ định vụ trong kỳ. Em ghi muốn kiểm tra công cụ định vụ trong kỳ. Không biết cái này chị đã hướng dẫn, chắc chị hướng dẫn rồi, lại hướng dẫn lại à? Có cái vô cái mục đối chiếu đó gì. Rồi, ừ. Đánh cái chữ đối chiếu đó gì. Rồi. Ở đó đúng rồi. Đối chiếu thì mình lại nói lại à? Lại lại vấn đề à? Nói đi là cho vừa chụp xong không? Nói đi nói lại mà. Rồi, ở đây đang còn thiếu này. Đây đấy, nói đi nói lại mà. Cái này đấy, cái này cứ phát sinh rồi, ủa sao này nó đèo đây. Đây, nói đi nói lại mà vẫn còn mới tới mới hồi vẫn còn thiếu. Cái này là của lần trước thì có rồi đó, em chưa sửa. Bây giờ sửa này, sửa luôn để chị hướng dẫn phân bổ đi. Ghi tăng đi nhá, ghi tăng luôn nào. Ghi tăng chị không nói gì nhá, nhớ rồi nhá, đóng lại đi. Cái này ghi tăng rồi, ta nhiều nó còn 5 tình anh ở đấy. Thế thì em kiểm tra đi, chị sẽ chỉ nguyên nhân tại sao nó còn 5 tình anh ở đây. Trước hết là kiểm tra ở đây xem em đã ghi tăng chưa. Nếu ghi tăng rồi thì nó đang nằm ở đấy, là nó có nguyên nhân. Thế chị bày cho em này. Là giá trị này bằng này 1.7 đúng không? 1.700. Thứ nhất là mình kiểm tra như thế này không có đúng không?
Không có, chưa có. Nếu mà làm rồi ấy, làm rồi mà không lên thì chỉ có nguyên nhân duy nhất ở đây là cái phần nguồn gốc hình thành này này, em không chọn chứng từ liên quan lên đấy để nó đổi. Ở đây nè, ở đây nè, hóa đơn ra đi ra tăng công ty tư vấn thắng lợi nên đào bốc một phát ngồi luôn ra trời. Đây đâu đây nè, ta chỉ bấm một phát nó vô đúng nó luôn nè. Đâu, không phải cái này. À, cái này, này nhá, cái này. Rồi, thế tại sao nó lại còn báo thì em chị xem nhá. Cái này hoạt động của nó là 1.7 triệu nhưng mà tôi không có chữ ký số đó. Hoạt động VAT 1 triệu rồi, còn cái chữ ký số là 1.7 triệu, 1.7 triệu chưa ghi tăng à. Đúng rồi, 1.7 triệu chưa ghi tăng, cho nên là chính vì là em chưa ghi tăng 1.7 triệu và lúc này à, cái này bữa tỉnh hỏi đây gì đây, có nghĩa là cái này là cho hai hóa đơn ấy, à cho hai nội dung ấy trong một hóa đơn. Ừ, thì bây giờ em muốn cho nó vào hôm nọ là em hình như ghi tăng đồng loạt tất tật tật đúng không, tất cả em cho vào một cái chữ từ ghi tăng luôn đúng không nào. Thì bây giờ em muốn nó vào cả hai thì trước mắt em xóa cái này đi nhá. Ờ, em xóa đi này. Rồi xong bắt đầu em vào lại một nghiệp vụ này để nó phải báo nữa, ghi tăng này, chọn này, năm nay lấy dữ liệu này nhá. Nó bận ra hóa đơn ra tí, nó không ra cái ký số nhỉ. Ừ đúng rồi, lúc nãy cũng chỉ ra được cái này đúng không. Rồi thế thì chỉ nguyên nhân tại sao nó lại không ra cái ký số nha. Thôi thì xóa cái chứng từ bây giờ không lên nữa ấy, chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là xóa chứng từ này đi, lập lại, ghi tăng lại thì nó sẽ lên ấy, đôi khi phần mềm nó thế em ạ. Tức là cách cuối cùng ấy nhá, không lên vẫn đúng, tin như này em làm đúng rồi. Thì bây giờ em sẽ thế vào đây, em bỏ cái chứng từ này đi, em làm lại một cái rồi em ghi tăng lại chắc chắn nó sẽ được, hiểu chưa? Đó. Đó, cái công cụ dụng cụ hồi này nó vô trong luôn đó. Nó hết rồi đúng không? Hết rồi. Hết rồi thì bây giờ làm bước tiếp theo chỗ này này. Có công cụ này. Năm nay này chưa phân bổ đúng không? Ờ, phân bổ chưa lại đúng không? Thì trước khi phân bổ thì kiểm tra lại cái ghi tăng này nó có chuẩn không này đúng không? Đó, hôm nọ chị hình như chỉ có giải cho em đây là đấy, tức là khoản một của bộ phận nào ra bộ phận đấy ấy. 104 của phần tải này, thấy chưa? Còn 42 này thôi này, hiểu chưa? Toàn là của vận tải hết đúng không? Còn hải quan không có đúng không? Ok, sang phần phân bổ chi phí này. Bấm thêm này. Chọn tháng 1 đồng ý này. Nó tự phân bổ cái chi phí này vào giá thành này. Em hiểu không? Ừ. Thế thì ở đây nó sẽ có phân bổ chi tiết đây này. Đây là xác định mức tổng nhá. Là bảo hiểm ô tô bao nhiêu tiền, nhớt bao tiền đấy, cước bao nhiêu tiền và hai nhỏ này là phân bổ chi tiết cho từng mục mà em phát sinh trong cái tháng 1 đó nhé. Ví dụ như công cụ mua và ghi tăng trong tháng 1 thì nó sẽ có mặt ở đây, còn tháng 2 đương nhiên nó sẽ không thể nào có trong tháng 1 được đúng không? Đúng nhỉ? Đúng không? Có nghĩa là càng về sau thì giá trị phân bổ của nó là làm sao? Càng lớn. Càng lớn. Càng lớn chứ. Càng lớn bởi vì sao? Mình lại phát sinh tháng 2, lại phát sinh của tháng 1 cộng tháng 2. Em hiểu ý chưa? Sao được ba nhỏ sang hạch toán đây kiểm tra này, 154 có 242 này. Đã, và em kiểm tra cho chị này. Đối với bộ phận vận tải thì em chọn là sản xuất chung chứng MN.VT ok rồi, nhưng mình không chọn công trình nào hết để mình sẽ phân bổ chung cho tất cả doanh thu của vận tải. Còn cái hải quan này thì mình cũng tương tự như thế, mình sẽ phân bổ trên doanh thu của hải quan. Em hiểu chưa? Mình không chọn công trình nào hết. Đúng rồi. Và phần hạch toán thì 642 có 242 thì chị sẽ không quan tâm đến khoản chi phí và làm đối tượng tập chi phí làm gì hết nhá. Sau đó thì em bấm tắt ở đây, đó là bước phân bổ để làm sao để khi mình phân bổ xong chi phí này thì nó sẽ sinh ra cái hình khoản tương tự. Bây giờ tương tự như thế thì mình sẽ bấm tháng mấy, tháng 2 và cho đến tháng 12, được chưa? Em thực hiện luôn cho chị 12 tháng rồi chị hướng dẫn cân đối cuối kỳ của công vụ dịch vụ nhá. Hiểu gì? Đang hiểu. Ừ. Nói chung là cũng có làm thì đầy. Rồi. Vậy thì bây giờ nha. Em ghi này. Cách cân đối chi phí trả trước cuối kỳ.
thì em vào báo cáo đây, được chưa? Và báo cáo tài chính này và bảng cân đối tài khoản này, đúng không? Bảng năm năm này. Thế thì em nhìn thấy nhá, số dư của 242 ở đây này là 81.076.243 đồng. Thì em ghi số lượng này ra. Thế thì em sẽ vào cho chị cái bảng đối chiếu công cụ ở đây, chọn dòng thứ nhất đây, được chưa? Mình cũng chọn năm nay. Đây, nó phải khớp nhau, được chưa? Thứ nhất, khi quyết toán thuế là cơ quan thuế nhìn cái bảng chi tiết, bảng cái báo cáo chi tiết công phân bổ công cụ dụng cụ này này, em này. Mà đối với cái lần quyết toán bao giờ cũng thế thôi. Thứ nhất họ sẽ hỏi này, bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ này, bảng tính khấu hao tài sản cố định này, công nợ phải thu, công nợ phải trả chi tiết này, hàng tồn kho này, một số quỹ tiền mặt này. Tất cả những báo cáo này em có thể đưa vào một sheet, hiểu không? Sheet thứ nhất là bảng tính phân bổ, sheet thứ hai là bảng tài sản cố định, sheet thứ ba là công nợ phải thu để đến công nợ phải trả đến hàng tồn kho. Trong hàng tồn kho thì em, nếu em tách ra là nguyên vật liệu thì em cứ để sheet tiếp là nguyên vật liệu, là công cụ dụng cụ, là chi phí rời rang ấy. Đấy, tất cả là vào một sheet tất cả, sau này em cứ làm như thế chị, để là để cho cơ quan thuế đúng ý của cơ quan thuế yêu cầu luôn, không còn chỉnh sửa gì hết. Được chưa? Rồi, thế thì trong cái tài sản có định chứng có tài sản thì chứng hướng dẫn tính khấu hao luôn. Thế thì có phải là về phần công cụ này em hiểu chưa? Rồi chị. Rồi, bây giờ chị nói thêm để em hiểu nữa này. Nếu có gì sai sót thì sao? Thì em lại vào công cụ dụng cụ đây, em sẽ bấm tăng thân A nhá. Em bỏ nguyên nhất thì đi, đẹp xóa đi. Em xóa xong em vào ghi tăng này, em chỉnh sửa rồi em lại phân bổ lại. Đấy chưa? Rồi em lại kiểm tra lại. Em hiểu ý chị chưa? Nào, hiểu chưa nào? Có nghĩa là đồ em ghi này, nếu mà có sự sai sót thì, ví dụ như khi nãy là em khớp đúng không? Chứ nếu trong trường hợp em không khớp, có nghĩa là giá trị 242 theo thông tư 133 nó và thông tư 200 bây giờ, thì là em thấy giá trị nợ 242 nó không khớp với cái giá trị còn lại của cái báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ đấy, thì em phải đặt ra câu hỏi có rất nhiều nguyên nhân làm sai cái này. Vậy trước hết làm sai thì chắc chắn cái phần phân bổ này sẽ không còn tác dụng nữa, em hiểu chưa? Mà không còn tác dụng nữa thì chị muốn xóa nhanh thì chị bấm căn phân A ở trên bàn phím ấy nhá, rồi chị bấm bỏ ghi đấy, chị xóa nó đi, xóa hết. Sau đó thì chị sẽ sang ghi tăng bên này. Em có thể ghi này, nếu trường hợp thứ nhất nhá, là cái giá trị công cụ dụng cụ này mà mình ghi tăng đúng rồi, mình vào cái chỗ báo cáo đây, mình ghi tăng đúng rồi mà mình vào cái chỗ báo cáo đối chiếu đấy, nó không còn gì nữa, em hiểu chưa? Và báo cáo đối chiếu, ô làm sao nhỉ, nó không còn gì nữa thì chỉ có một nguyên nhân là đây, số kỳ phân bổ này vẫn ghi tăng bình thường, được chưa? Em vẫn ghi tăng, có nghĩa nó đối chiếu của nó là hai bên giữa sổ cái và ghi tăng là khớp nhau, nhưng mà do số kỳ này này nó lại thể hiện là một, em hiểu không? Thì em click vào đây, em sẽ đánh lại là một này thành sáu, hoặc tức là lớn hơn hai thì mới được phân bổ, còn một thì cho vào chi phí luôn chứ phân bổ làm gì, em hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ chị kết luận này về công cụ dụng cụ của mấy bước. Một, mua hàng không qua kho. Hai là ghi tăng. Trong ghi tăng thì nhớ lưu ý cái phần chị nói khoản chi phí này của từng mảng bên em. Ba là phân bổ chi phí, đúng không? Và cái cốt lõi là em phải biết đối chiếu, đúng không? Đối chiếu xong thì vào đối chiếu trực tiếp luôn trong sổ sách của em ấy, để em ngoài cái đối chiếu ở trong phần mềm ra thì em sẽ đối chiếu bằng mắt mình nữa, hiểu không? Dư nợ của 242 khớp với giá trị còn lại của công cụ dụng cụ. Vậy là kết thúc phần công cụ dụng cụ, là hiểu rồi gì? Nên này, bây giờ chị ví dụ này, nếu mà vào đây, nếu em không xóa đi thì không bao giờ em sửa nổi phần này. Này, nó báo này, công cụ đã phát sinh chứng từ liên quan không thể sửa được các thông tin quan trọng. Bởi vì nó đã làm sao? Nó đã tính khấu hao mất rồi thì không thể sửa được nữa nhá. Trong phần mềm nào cũng vậy, nó mấu chốt với nhau là vấn đề gì là đi ra đi theo vấn đề đấy ấy, và cách xử lý của vấn đề đấy em phải nhớ, được chưa? Để công cụ. Rồi, bây giờ sang phần tài sản nào. Thứ nhất là cái số liệu số dư năm ngoái thì chị không bàn, đúng không? Mình chị em mình vừa rồi thứ nhất là cũng đã làm khớp cái giá trị khấu hao lũy kế này, đúng không? Thì cũng tương tự như là
không bộ nhiệm vụ thì ta sẽ vào phần tài sản cố định để kiểm tra số khấu hao lũy kế của năm ngoái. Đây kiểm tra số tiền 108 này này, đúng không? Thì em vào đâu? Em vào sổ tài sản này. Tất cả các cái báo cáo chi tiết này nó sẽ là cơ sở để mình kiểm tra sổ cái mình dùng không? Em hiểu chưa? Vậy năm trước, tức là năm 2017, đúng không? Mà dữ liệu này là đang năm 18 thì em đóng năm trước ở đây. Em thấy này, em nhìn thấy này. À, hôm nọ chị em mình xử lý cái này đúng này. Anh chị vẫn nhớ số liệu của em. À, em có rồi. Đâu, cái này em mới nhập bố ạ. À. Em mới nhập số vô đầu kỳ bố ạ. À. Thế thì lệch lệch nha, chị hỏi em này, cái số dư đầu kỳ này có đúng không? Em chưa có kiểm tra nữa. Đây, chị thấy số dư là 3204, đây là 3204, về mặt cân đối là ok rồi này, đúng không? Thì chị nghĩ là số tiền này sẽ đang đúng này, đúng không? Số tiền trên bảng cân đối đang đúng, trong khi đó đang sổ chi tiết này thì đang làm sao? Đang lệch, em hiểu chưa? Nha, em nhìn này, nguyên giá là 662.091 mà trong khi đó đây là 669 à, lệch mất 7 triệu à. Tài sản đầu kỳ cũng lệch mà khấu hao lũy kế cũng đang lệch, em hiểu chưa? Em phải hỏi xem lại cái toán cũ gửi lại cho em cái bảng đúng ấy. Nó có cái sổ nào, có sổ gì thì cái bản mà em gửi cho chị ấy thì thứ nhất cái lũy kế của nó là khớp với cái em đã nhập rồi nhá, nhưng mà cái sai của kế toán của em ấy là hạch toán 211 đầu kỳ là 669 đúng không? Trong khi đó cái bảng chi tiết của em được có 662.093.091 thứ nhất. Thứ hai, cái bảng chi tiết em nhìn đi, khấu hao lũy kế là 995.82.252 đúng không? Hình dung ha không em? Vậy bây giờ em, một là em hỏi lại cái đơn cũ bản đúng nha, hai là em dò lại hóa đơn 57. Chị đang ghi nhớ công ty này mới thành lập ấy, thành lập trước đấy một vài năm, thì em có thể dò lại các hóa đơn liên quan đến tài sản cố định ấy, cộng lại cho chị xem là cái tài sản cố định nó có bằng số tiền này hay không, thực chất là số tiền nào, bởi vì chắc chắn khi quyết toán thuế ấy mà những vấn đề gì liên quan đến thuế từ đầu năm ấy, có thể là đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu em lấy lại giá trị tài sản cố định của các năm về trước bằng cách chứng minh là hóa đơn đầu vào biên bản bàn giao tài sản cố định nha em, chứng minh hoàn toàn về tài sản cố định đấy có được khấu hao vào năm nay hay không, họ có quyền, được chưa? Chứ không phải là số nguyên muốn đưa như thế nào thì em đưa, em hiểu không? Cái trên này có khi là em nhập sai cho nên nó xài ra cái số dư đầu kỳ sai, tại vì hôm trước anh nhập là em quên mất đi là cái này là cái số dư đầu kỳ, cho nên em nhập cái số lũy kế của nó đó. À, thế thì bây giờ em tải rồi em tải vào các cái chính đầu kỳ về chị xem nào. Rồi chị đang luôn cho triệt để những phần này đi nhá. Hôm nay phải giải quyết tài sản và công cụ. Đúng rồi, chị cơ sở của chị xem là chị xem cái báo cáo đã nộp lên mạng chứ không xem cái em nhập. Tài sản nó nộp 2016 ta, nó nộp 2017. Đấy, em mở cái này cho chị xem nhá. Mở. À đây. À đúng rồi, tải xuống đi, mở thôi. Nhưng máy chị mở được rồi đấy. Nha, và chị chụp lại cho em cái bảng cân đối cuối cùng nha. Em vào khớp mà, thế thì chứng tỏ là do số dư sổ chi tiết bị sai. Thấy chưa? Chuyển không? Thôi, có cách xử lý thì chị bảo để sang năm nay không bị sai nhá. Thì thứ nhất, vấn đề thứ nhất là em phải do lại cho chị chứng từ gốc. Hai cái tài sản là một là bằng số này, hai là bằng số này. Em phải xác nhận chúng nó đúng. Đúng chưa? Rồi. Hai cái tài sản đấy đúng thì đương nhiên nếu những cái chi tiết sai thì chị sẽ điều chỉnh cho cái chi tiết về đúng cái số tiền này. Em hiểu không? Thì mình sẽ điều chỉnh, chị sẽ điều chỉnh lại cái cách mà hôm nọ chị dạy em nhập vào ấy nhá. Thì mình sẽ điều chỉnh làm sao cho khấu hao nó khớp. Nhiệm vụ của em là bây giờ chị dừng lại tài sản đấy, không dạy nữa, được chưa? Mà em về nhà, à về em sẽ tìm lại chị hai chứng từ gốc này, rồi bảo với chị là cái nào đúng cái nào sai, em hiểu chưa?
đúng sai thế nào thì bảo với chị để chị còn có hướng làm cho đúng ấy. Bởi vì bản thân không phải em muốn làm thế nào làm sau này quyết toán thuế, thì thuế lại yêu cầu em lục ngược lại hồ sơ ấy. Thì chị đã từng làm nhiều công ty ấy mà nó dính đến vấn đề các liên quan đến các năm trước, không phải xong là xong đâu, lại yêu cầu cả thuế toán cũ của các năm trước lên giải trình nữa, và thậm chí là mang hồ sơ lên nữa. Cho nên là cái này em phải có rõ ràng đi, nếu mà không đúng số tiền này thì chị sẽ dạy cách điều chỉnh giảm bớt tài sản cố định đi nhá. Cái số tiền này cũng chị sẽ dạy cách điều chỉnh xương khớp, ok em? Vậy là tài sản chị đang dừng. Thế bây giờ em quay sang em sẽ xử lý cái phần kho, xuất kho dầu đeo ấy cho chị nhá, và chuẩn bị các hồ sơ đầu kỳ này này, thấy chưa? Thì xong đầu kỳ cái thì chị hướng dẫn xử lý trong kỳ rồi, khấu hao tài sản trong kỳ ấy, và kiểm tra cái số dư tài sản ấy, với lại đưa về phần tiền lương. Tiền lương em làm chưa? Lương thì ok em, lương thì em kiểm tra từng tháng, em chi lương hết đi cho 334 không có số dư nhá. Cuối đầu mà. À cuối đầu gì? Ok rồi, lương thanh toán qua ngân hàng phải không? Tiền mặt gì? Ok, miễn sao là cái khoản tiền này không được thanh toán quá 31/3/19 thì được nhá. Rồi, được. Thế còn 335 này là cái gì, nó lại dư ra thế này nhỉ? 335 thì phải trả hôm trước là cái Cái tiền phần mà tích trước tí, phần tiền đó. Rồi, tích trước tiền. Phần ngược đó. Rồi, thế thì còn thiếu. Thế thì còn thiếu một hóa đơn em chưa vào. Nợ 335, đúng không? Nợ 133, đúng không? Bởi vì 335 chỉ là một tài khoản trong gian thôi, chứ không thể có cái chuyện đang dư thế này, đúng không? Chị đang không loại, chị hướng nhận, chị nhớ là chị trông qua tài khoản 335 để chị phân bổ chi phí đợt trước, thì cái này em phải hết nhá. Rồi, chị đang kiểm tra rồi, kiểm tra lại chị những vấn đề đó, em nhớ chưa? Và đồng thời lập tờ khai thuế cho nó đúng đi, để hôm nào khấu trừ thuế luôn nhá. Vậy chị đang nợ em các vấn đề này, khấu trừ thuế này, giá thành này, đúng chưa? Và tài sản cố định, thì lúc đó mới lên được báo cáo tài chính nhá. Thế cái hồi này có cái phần bên trên này ha, họ chỉ cái mà chỉ hồ mà nó có cái phần mà tiền lời của mình cái này, em ban đầu em nhập vô cái thứ chỉ đó, thì bây giờ em chỉ cái 13 tài khoản có 138 này sang cái 11 ở bên lộn tài khoản nợ 138 tháng 6 32 là được luôn không? Cái phần chi hồ mà mình có đầu vào đâu. Đúng rồi, bởi vì bản thân cái đấy là mình có đầu vào đầu ra thì không thể nào cho vào 138 được. Không, ý nhưng mà em nói là em nhập vô phiếu chi được không? Để chi trên mặt thì em nhập vô phiếu chi được không? Nhập vào phiếu chi gì? Được, không sao, không sao, miễn là đây này. Em mở cái chứng từ đấy ra luôn cho chị đi. Mở chứng từ phiếu chi 241 này ra luôn đi. Nhìn cái phần mềm chả nhìn được, còn nhìn cái hình ảnh. Vào phí danh sách đây, 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 đây. Không thì vào bảng cân đối lấy ra cũng được. Đây đây chị, đây đây đây, sửa được vào đây được, nhưng thứ nhất là 632 này em không cần chọn khoản chi phí, bởi vì mình đã chốt thẳng vào công trình rồi, chọn luôn công trình đây, em hiểu chưa? Cái công trình chính là cái hóa đơn này, đầu ra đây một cái hóa đơn này thì mình chọn đầu đầu ra này có cái thú chứ mà cái này là thứ chi mà. Đây là phiếu chi nhưng mình vẫn phải chọn đối, giống như kiểu mà em xuất dầu cho từng công trình đúng không? Đây cũng thế, giá vốn cũng đẩy vào công trình luôn, để tí nữa chị còn cho em xem có cái báo cáo doanh thu dầu của em. Hình dung ra chưa? Không, từ từ để em cất cái chứng từ này đi. Em vô trong cái phần đầu ra sao nào? Đưa cho chị thử đầu ra nào. Đây thì này. Trong này là em đã có cái thống kê công trình của em. Rồi, ok em. Thế thì bây giờ em vào cái phần nhẽ ra bình thường, chị không vào chi tiền đâu, mà chỉ vào mua dịch vụ. Em hiểu không? Mua dịch vụ để nó thể hiện cái nội dung bên, một là mua dịch vụ hoặc là mua hàng không qua kho, để nó vào cái phần, nếu mà mua dịch vụ thì vào phần thuế thì hóa đơn đây cho dễ này, đúng không? Nhưng em vào chi tiền thiếu chi cũng được, nhưng vẫn phải thể hiện làm thế nào để nó lên được tờ khai thuế. Có lên thì nó sẽ lên cho cái thuế. Đây, bây giờ em quay ra thử chi đi. Từ phần đầu ra thì ok đấy. Tại sao lại chị thấy thuế xuất em không phản ánh nhỉ? Thì nó thế đâu phải 10% đâu. Nó đâu không chịu thuế à? Thế quá chuyện gì ạ? Cái cước vận chuyển thì nó không có thế. Ví dụ như mấy cái này nè, nó vẫn có tiền thuế nhưng mà không biết bao nhiêu phần trăm. Không, đầu ra mà. Đầu ra có. Thì
trên lại chị nhìn không thấy. Thì chị cứ nhắc thế, nếu mà tí nữa lên tầng 2 biết hay khó không là mình sẽ phát hiện ra ngay mà. Đây, tóm lại là trên này, cái này là giá vốn của cái nào, giá vốn của công trình nào thì mình sẽ chọn công trình đấy. Nào, hiểu chưa? Đây là số 5. Em hiểu không? Thế cái này là phải kiểm tra đồ hàng nhập của đúng, chính xác hơn. Cả của cái nào vào cái đấy, hiểu chưa? Còn nếu cái này cách thứ hai này, cách thứ hai nếu không muốn làm chi tiết như thế thì em đừng có tạo từng cái công trình nữa, mà em tạo một cái là dịch vụ thu hộ. Thì tất cả những cái gì tất cả những cái gì đầu ra mà em nhớ là của thu hộ thì cho hết vào thu hộ, được chưa? Mà tất cả những cái gì đầu vào là thu hộ em cho hết vào 6322, thì tí nữa 511 với 6322, 5113 32 với 6232 nó khớp nhau được, hiểu không? Không cần chi tiết từng cho từng cái mã nữa, được chưa? Năm tại vì nó cũng ít nên không theo dõi được. Ờ, nếu em theo dõi được chi tiết một năm nó có một hai tờ hai tờ đúng vậy. Rồi, thì ok thì chị em cho lại nhá. Hiểu ý chị đối gì? Đúng không? Hiểu rồi đúng không? Thực ra là cái này là nó thể hiện cho là nó được phép nhá. Rồi, hiểu rồi thì bây giờ làm nhá. Dạ dạ, để em nhập em xuất kho xong rồi cái em nói cho chị nhá. Ok em. Rồi, chị nói em nhá. Dạ dạ dạ.